Giá như các cảm xúc biến thành người và không ở trong cơ thể mình nữa thì hay nhỉ? Chúng mình sẽ trở thành bạn tốt cho xem. Thật tuyệt diệu khi có hạnh phúc làm bạn với mình. Xem những bụi cây xanh chưa kìa. Tuyệt quá. Còn những viên đá này thật vững chãi. Mình yêu chúng quá. Người lạ kia trông cũng được lắm đó chứ. Xin chào. Rất vui được làm quen. Ồ không, hạnh phúc, mau lại đây. Đừng dọa mấy người qua đường phát khiếp lên nữa. Được rồi đấy. Wow, nhìn bạn gái kia xem. Ước gì được đi chơi cùng bạn ấy. Còn chân chơi gì nữa. Thích thì nhích thôi. Chắc gì cô ấy sẽ thích mình. Mình dám chắc 100% cô ấy sẽ thích bạn. Tiến lên nào anh bạn. Đẹp trai mà. Chắc chắn sẽ được. Chào người đẹp. Cùng nhảy một điệu nha. Ơi, tránh xa tôi ra. Đồ thằng gù nhà thờ Đức Bà. Một thất bại toàn tập. Bạn biết tự kiểm điểm chưa hả? Tự tin. Xin lỗi anh bạn, tôi làm sao mà kiểm soát được người khác chứ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mình có một cuốn sách hay. Món ăn vặt ngon lành. Vừa đọc vừa phán đoán diễn biến. Nhưng buồn bã bỗng dừng xuất hiện. Không không không, đừng mà. Ra khỏi đây đi. Mình đang yêu đời mà, bạn không thấy sao? Tất cả những gì tôi thấy là chiếc nọng cầm và núi bánh quy này. Kết cục như tiền đồ chỉ dẫu. Cũng chưa tìm thấy ý trung nhân nào. Dù đã từng này tuổi rồi. Đồng hồ vẫn đang tích tắc kêu. Ai mà thèm quan tâm bạn cơ chứ. Chính thế ê, ê, buồn bã ơi, bạn nói đúng. Mọi thứ thật kinh khủng. Hoàn hảo. Một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Tuần sau gặp lại nha. Trước khi bạn bị tiền mãn kinh. Chào. Bạn sắp có một cuộc phỏng vấn quan trọng. Thử thách lớn nhất chính là để hoảng loạn ở lại nhà. Nhưng bạn ấy đã bám theo từ lúc nào rồi? Không, đừng đi đâu cả. Đằng nào chúng ta cũng không trúng tuyển đâu. Im đi, để mình bước đi tự tin nào. Ô trời ơi, kia là giám đốc đấy. Mình sợ quá. À! Hoảng loạn, mau tránh xa mình ra. Mình sẽ tự đi. Công việc này phải là của mình. Đúng vậy. Ô, anh ấy thật đẹp trai. Nhìn gương mặt anh ấy đi. Trông như Brad Pitt hồi trẻ ấy. Và khuôn miệng tinh tế. Cử chỉ thanh lịch. Anh ấy không phải là người mà là thần thánh. Này, ốm tương tư à. Chắc bạn bị hâm rồi. Mình sẽ không nhìn về phía ấy đâu. Cứ chờ xem, bạn phải tự nhìn rồi mới biết. Ôi, thật là lộng lẫy. Mình thích nhìn thế giới qua cặp kính màu hoa hồng. Nhưng nhờ trời mình vẫn giữ được lý trí. Lý trí luôn bảo vệ mình. Mình thích lễ hội sắc màu và công viên giải trí. Nhưng không may là hôm nay thờ ơ đi cùng với mình. Mình chẳng thấy vui vẻ gì cả. Vàng nhúng. Mình bật nhảy cao hơn cả trời xanh. Nhưng thờ ơ cứ bám lấy mình. Không cho mình tận hưởng trò chơi. Này, sao bạn quá đáng thế chứ? Kìa, cậu bạn kia cần giúp đỡ. Kệ đi, cậu ta tự làm được mà. Chắc chắn ai cũng thích bong bóng. Trừ thờ ơ. Này, chẳng lẽ bạn không có tuổi thơ hay sao? Ra khỏi đây đi. Hãy để mình tận hưởng cuộc sống. Tốt hơn rồi đấy. Một bữa tiệc chiêu đãi. Nhớ là không được để tham lam đi cùng đó nha. Muộn quá rồi. Được rồi, lấy cái này. Cái kia. Một đống cái đó nữa. Và cái này để khai vị. À, lẽ ra phải lấy đĩa to hơn mới đúng. Còn đứng đó làm gì, mau ăn đi. Uống đi, uống nữa. Tiếp tục đi, ăn nhiều vào. Ừ, bụng mình đau quá. Lẽ ra không nên ăn nhiều đến thế. Cứ như mình ăn hết cả một con bò vậy. Nhưng nhờ trời đã có chăm sóc ở đây cùng với mình rồi. Đây, uống thuốc đi nè. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
đắp chiếc chăn mỏng này để giữ ấm nha. Và đây cuốn sách bạn yêu thích, thư giãn đi nha. Chăm sóc ơi, không có bạn mình sẽ ra sao đây? Thật tuyệt vời khi bạn có bảo an của riêng mình với bạn. Hãy kiểm tra để chắc chắn mọi thứ an toàn, không có gián điệp, sâu bọ hoặc hù dọa bất ngờ. An toàn, bạn có thể vào rồi đấy. Không có ai ở đây. Nhà vệ sinh thì sao? An toàn. Bạn vào đi. Coi chừng, cà phê còn nóng. Và trước khi bước ra ngoài thế giới nguy hiểm, bạn cần thực hiện một số biện pháp an toàn bổ sung. Thân chủ đã sẵn sàng. Chúng ta đi. Và đừng quên, bảo an lúc nào cũng cảnh giác. Một buổi hẹn hò tuyệt vời, nhưng lẽ ra không nên đưa kén chọn theo. Cái gì cũng thấy không vừa lòng. Hoa à, khiếp quá. Đồ chơi sao? Thật đấy à? Chúng ta vẫn là trẻ lên ba sao? Bánh ngọt, khoan đã, anh đã ăn thử trước chưa? Không được ăn món này. Mà nói thật, anh chàng này cũng không hẳn hợp gu tụi mình mà. Nhìn mà xem, cứ đi đi nha. Mà thật ra, mình cũng không thích bạn. Thế này thường quá, tạm biệt, đi đây. Mãi mới chịu tạm biệt bạn gái về nhà. Ấy thế mà cô đơn đã có mặt rồi. Hãy cùng nhau ngắm tấm hình đẹp nhất của cô ấy. Chưa gì đã thấy nhớ cô ấy lắm rồi. Đây chính là chiếc áo cô ấy bỏ quên ở buổi hẹn hò thứ ba. Đừng cố nhịn, hãy khóc đi, đừng ngại ngần. Mình thấy u sầu rồi đấy, mà trời lại còn mưa. Cô đơn đã tạo đủ điều kiện để buồn rồi. Lần tới hãy rủ cả tuyệt vọng cùng tham gia nữa nha. Được rồi, đây chính là chán nản. Này, vui lên nào. Muốn xem phim không? Thế chơi cờ nha. Bày trò chơi khăm đi, mình buồn ngủ. Chỉ cần bạn nhìn nhận mọi thứ từ góc độ khác là được. Này bạn kia, cứ ngồi mãi trong vùng đất buồn chán của bạn đi. Mình không muốn thấy gương mặt chán chường này nữa. Cứ chán nản đến mãn kiếp đi nếu bạn muốn. Bị đứt tay rồi. Kìa, đau đớn. Sao bạn lại hét lên làm gì? Đâu có đau đâu. Nhưng đau đớn có cách riêng của mình. Thế bây giờ thì sao? Đây chính là nỗi đau thực sự. Ơi, bị tuột váy rồi. Ngượng quá. Thế là bối rối xuất hiện rồi đây. Mình thấy không thoải mái. Che lại đi nào cô gái. Phải đỏ mặt nữa đấy. Như thế. Này tên kia, không được nhìn bạn ấy. Chạy đi bạn yêu, mình ngăn hắn lại cho. Xin lỗi bạn gì ơi, hình như bạn quên đồ rồi. Đôi khi ta đều có vấn đề với ganh tị. Xem ai đến kìa. Cô ta quả nhiên trông đẹp hơn hẳn bạn. Tóc kìa, quần áo, đẹp hơn bao nhiêu. Cả điện thoại nữa chứ. Cái của bạn cổ lũ sĩ lắm rồi. Ồ không, gì thế kia. Cô ta còn có bạn trai nữa. Còn bạn thì vừa chia tay xong. Đúng là thất bại mà. Chúng mình đang xem phim kinh dị, nhưng có một bạn chẳng thấy sợ gì hết. Được rồi, cứ chờ đến tối mà xem. Mọi người về hết rồi, chỉ còn lại mình với nỗi sợ. Tiếng động gì thế? Phát ra từ đâu vậy? Ai ở trong này thế? Có khi là hồn ma người yêu cũ quay lại trả thù mình. Đừng bỏ mình lại. Hôm nay mệt thật. Xung quanh toàn là rác. Có nên dọn dẹp không ta?
Tất nhiên là không rồi, đi nằm nghỉ thì hơn. Sao phải cố sức dọn rác làm gì? Mau lướt Instagram đi. À, lười biếng à, bạn lúc nào nói cũng đúng hết. Hôm nay hẳn là không phải ngày của bạn rồi. Mình không cố ý va vào đâu, xin lỗi. Này, mình có làm gì sai đâu cơ chứ. Ai đó giải thích xem nào. Không quan trọng, bạn chỉ cần xin lỗi thôi. Bạn có thích những câu chuyện khi cảm xúc biến thành con người không? Hãy bình luận xem bạn thích cảm xúc nào nhất, hoặc vất vả với cảm xúc nào nhất nha. Và các bạn ơi, hãy theo dõi kênh của chúng mình, bấm like cho video và nhấn nút quả chuông nữa nha. Đừng bỏ lỡ những video đời sống vui nhộn trên Woohoo.